Cảm ơn trường Miss Hoa vì đã nhờ trường á mà đã nâng thêm được vài bậc của bé trong học tập. Ví dụ như là trong trường chính thức của mình á là bé học được rất là giỏi. Còn nếu như có cơ hội thì chị sẽ giới thiệu thêm những học viên khác cho Miss Hoa, bởi vì sẽ tạo được cơ hội cho những bé khác. Nó sẽ được có một cái môi trường tốt. 4 năm liền đạt học sinh xuất sắc. 14 trên 15 kia Flyer Cambridge. Giải vàng cấp quốc gia V-Olympic tiếng Anh. IOE cấp thành phố giải bạc. VOA Đô cấp thành phố giải khuyến khích. Trước đó thì Yến Nhi cũng chưa có được giống như là cái kết quả được như thế này mong muốn. Thí dụ như là bé ông đã từng tham gia những cái trung tâm trước thì những cái chứng chỉ Cambridge á cũng đạt được, nhưng mà có nghĩa là cái khiên nó cũng bị giới hạn từ 10 đến 12 13 khiên thôi, cũng chưa có đạt được kết quả như 45 khiên. Rồi cái trình độ mà nói của bé cũng không có được tốt được, ví dụ như là cái sự nhạy cảm, cái sự nhạy của bé đó, tiếng Anh nhạy của bé thì nó không có nhạy được như bây giờ. Với lại cái cơ hội mà tiếp xúc được với giáo viên nước ngoài á, nói chung là trường khác cũng có đó, nhưng mà cái sự tiếp xúc mà gợi cho bé cái cảm hứng bé thích học á thì lại không có. Nên là nói chung là chị cho nó học thì được rồi đó, nhưng mà nó phải thích nữa. Khi mà nó bé tham gia Miss Hoa thì bé lại thích thì chị mới nó mới tiếp tục đồng hành. Trước đây á, cách đây một năm á, thì bé cũng học ở trong trường tiếng Anh là bé học tích hợp, nhưng mà cái sự về mà nhảy về cái từ vựng á, cái cách học á, có nghĩa là cái cách dạy của nhà trường chứ cái cách học của bé nó không có tương, nó giống như là không tương thích nhau á. Còn thí dụ ở Miss Hoa vậy thì cảm giác như là cái từ vựng bé học nó không có nặng nề. Về nhà chị hoàn toàn chị không thấy bé học luôn, có nghĩa là bé thuộc tại từ trường luôn. Nên là khi về nhà bé sẽ trải nghiệm hoặc nâng cấp thêm những cái gì khác ngoài cái việc học ở trường thôi. Còn ở trường khác thì không, bé về bé vẫn phải học từ vựng ở nhà, nó thấy một cái gánh nặng về từ vựng nên hiểu không, dễ đánh giá được lắm. Có nghĩa là khi mà nhìn thấy bé học trong đó là mình sẽ thấy được hôm nay là bé tiếp thu bao nhiêu gì đó. Rồi với cái lời đánh giá của thầy cô ở trong trường đó, giáo viên trợ giảng nó là sẽ gửi luôn kết quả để cho mình nắm được là hôm nay là bé học tốt hay không, rồi bé có cần để làm cái gì nhắc nhở thêm để làm ở nhà được, thì có thể là chị sẽ rất là dễ nắm bắt giữa ở trường và ở nhà, tuy là mình không có tham gia trực tiếp ở trường. Nên chị thấy cách học đó, nó cũng ok. Bé học trong lớp thế nào thì chị cũng có thể nắm được, nhưng chị đánh giá là thông qua kết quả những cuộc thi và kết quả học tập của bé tại trường. Có thể là nhiều khi mình chỉ nhìn như vậy thôi, mình cũng không biết là bé đã đạt được những gì mình muốn chưa, nhưng mà thông qua những cái level của bé đang học á, ví dụ bé đang học ở player thì chị sẽ coi cái kết quả bé đạt được player được bao nhiêu khiên, có nghĩa là từ 14-15 khiên là ok, có thể là chấp nhận được. Rồi ở trong trường, ít nhất trong cái lớp tiếng Anh của bé thì bé phải đạt được là cô giáo đánh giá là bé học giỏi tốt, thì có nghĩa là trường đã đáp ứng được những cái tiêu chí cơ bản. Sau khi học hoàn thành lớp 9, bé có thể hoàn thành xong tất cả những cái chứng chỉ player ở mấy chứng chỉ Cambridge, xong bé sẽ bước vào luyện luôn IELTS. Nhà theo như giáo viên người ta tư vấn cho chị á, thì tới lớp 9 nếu như tiến trình bé đang học thế này thì tới lớp 9 bé có thể hoàn thành xong cái lớp IELTS luôn. Nên là chị thấy cái mục tiêu chị đặt ra cả đó, nhưng theo như cô phỏng vấn là ok, là cái mục tiêu của chị là sau khi bé hoàn thành xong lớp 9 là bé sẽ có chứng chỉ IELTS ít nhất là 6 chấm, để bé có thể trao đổi ngôn ngữ, hoặc là có thể mình nếu mà có điều kiện chị có sẽ cho bé đi ra nước ngoài để học thêm vậy đó. Có nghĩa là lớp 9 hay lớp 10 bé đã đặt là mình chuyên Anh, nên là trước tiên là mình phải giỏi tiếng Anh để vô được lớp chuyên Anh á. Thật sự mình rất là phải giỏi tiếng Anh mới vô được, nên là cái cũng là mục tiêu của bé đặt ra đó. Chị cũng cảm ơn trường Miss Hoa vì đã nhờ trường á mà đã nâng thêm được vài bậc của bé trong học tập. Ví dụ như là trong trường chính thức của mình á là bé học được rất là giỏi, cũng là nhờ một phần là nhờ Miss Hoa đã hỗ trợ trong học tập. Rồi chị cũng cảm ơn rất là nhiều và sẽ tiếp tục đồng hành với trường Miss Hoa. Còn nếu như có cơ hội thì sẽ giới thiệu thêm những học viên khác cho Miss Hoa, bởi vì sẽ tạo được cơ hội cho những bé khác. Nó sẽ được có một cái môi trường tốt về học tập, về vui chơi, về giải trí nữa, về thấy cả về giải trí nữa. Nên là cảm ơn trường rất nhiều. Miss Hoa Junior, English for the future.